Lần đầu tiên là đi với nhau chú có làm gì cháu không? Lần đầu tiên ấy thì cô ấy mặc quần đùi ngắn ngắn ấy, thì thấy giò thì cứ đụng đụng người mí ấy, thì em bỏ tay đằng sau xem sao sờ sờ tí chửi à, chửi luôn, không có chửi mà phản ứng tự nhiên, hỏi là chú làm gì á, kêu là anh mỏi tay của anh bỏ tay xuống một tí rồi á. Vô tình đụng thôi đúng không? Vô tình thôi, mình nhá nhá thôi, mình cũng không nắm để lâu, có nghĩa là chỉ có cái chuyện sờ đùi vô tình xảy ra thôi chứ không, cái này em thì không vô tình đâu, cố ý. Nhưng người ta đầu ngoài thì người ta không làm gì đâu. Rồi sao cái bữa đó có đi đâu không? Sau bữa đó thì và mình nói là thôi chú ơi, chú con lạy chú ghê lắm à, con không dám đi chơi với chú nữa đâu. Rồi lúc ấy là thôi. Thật chứ, để ấn tượng quá. Hai bạn giới thiệu cho mình. Dạ, mình là Nguyễn Văn Thành, năm 34 tuổi, nghề nghiệp hớt tóc. Còn em? Em là Nguyễn Thị Mừng, năm nay 22 tuổi, nghề nghiệp là phụ chồng làm tóc. Mừng là người gì? Người em người Huế. Người Huế. Còn Thành là như người Bắc hả? Dạ đúng rồi, em ở Lạng Sơn. Dạ. Chồng Lạng Sơn, vợ Thừa Thiên Huế. Ủa hồi nãy em nói em là bao nhiêu tuổi? Dạ 22 tuổi. 22 tuổi, còn Thành nhiêu? Mình 34. Nghĩa là lớn nhỏ con giáp. Đúng rồi, con giáp. Thường là con trai Bắc á là thích gái Huế lắm nha. Nhưng mà con gái Huế thì hình như là không có thích trai Bắc đúng không? Dạ đúng rồi. Con gái Huế là thích trai Nam. À. Dạ đúng rồi. Ờ, như vậy chắc chắn á là cái việc Thành á mà theo đuổi Mận là hơi bị khó đúng không? Dạ đúng rồi. Khó không? Khó. Khó sao? Đâu kể cái buổi ban đầu lưu luyến ấy. Cái khoảng 6 năm mình mở cái tiệm hớt tóc ấy thì cũng cạnh chỗ xưởng làm của vợ mình. Ừ. Lúc ấy mình nhìn vợ mình lúc ấy thì khoảng độ nhỏ lắm, chừng tí tí à, chừng 16 tuổi ấy. Chứ ấy mình có một đời vợ rồi. À. Mà cũng có một đứa con gái, lúc ấy chia tay rồi. Khi đó mình gọi chồng mình bây giờ là chú. À. Cũng nghe mấy người trong xưởng làm á kêu là cha này là có vợ có con ấy, liệu hồn mình có quen. Mà nhìn ấn tượng lúc đầu cũng ghê lắm. Không phải để tóc như bây giờ đâu. Nó quắn 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 như con heo vậy nè. Nói sẽ rõ ràng. Cái đầu của Thành nhìn giống cái đuôi heo. Nhìn cũng không có ấn tượng. Có là người đi ngang qua, anh thì đang lấy tay vậy nè, mắt cứ nhìn chăm chăm vậy. Cứ nghĩ trong bụng kêu làm gì chắc thùng tai khách quá. Lúc đó là Thành để ý cô này không hay là anh vừa để ý vừa thả dê tí à. Để cô ấy biết là mình cũng có tình cảm với cô đấy à. Thả dê làm sao? Lâu lâu cô ấy đi ngang quá nhìn không mình huýt 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 không. Mỗi lần mà anh đút chuột gì em cảm thấy khó chịu không? Chẳng những mình cũng ngai nè. Ôi cái cha này sao nhìn mặt ghê thế. Còn có cái điều cười mà cười ghê lắm nha, anh cười cho em. Chỉ cần đi ngang qua là nút chuột xong sau đó là cười. Mà lúc ấy không biết làm cách nào để cua người ta nữa. Tình cờ bên xưởng làm của ấy mất điện, tự nhiên cô ấy mang cái điện thoại qua, cô ấy nói chú ơi chú cho cái con sạc cái điện thoại với. Mình luôn mình bảo em cứ vào em ơi, tiếng không mời sạc điện thoại. Còn lúc ấy thì em cứ về đi, để trong lúc ấy là mình lấy điện thoại của cô ấy gọi hàng số của mình, nhắn qua đến lại thôi. Thì cô ấy nhắn mình lại như thế này: chú ơi chú, con lạy chú có vợ con này, chú đừng có cua con nữa. Lúc đó là em vẫn chưa biết. Cứ tưởng là người ta đồn á, đúng không? Lúc mà cô ấy kêu là thôi đi thì chú... thôi rồi đó. Thôi mình cũng thôi. Mình tức lắm. Thường á, buổi chiều á, ở chỗ làm của mình á, thì mình hay lấy nước rửa tay đồ ra nè. Rồi mình ra mình dội ra sân ấy, cho sạch. Trong cái hôm đấy á, thì tình cờ đang chuẩn bị dội, tự nhiên cô ấy với bạn cô ấy đi ngang qua. Hấp luôn. Làm hấp luôn. Nó chảy ra. Hết luôn. Mình sợ lần sau mà đi ra thì chạy nhanh, không dám đi từ từ. Sao kỳ ha, thường là đã sợ một cái con người nào rồi là sợ luôn á, né né cả đường đi lối về luôn đó. Sao tự nhiên bây giờ lại lấy nhau kỳ? Thì lúc đó thì con cũng có bằng trai rồi. Anh này là những người là dự bị thôi. Làm buồn thật buồn, nó mới nhắn tin hỏi là này kia rồi mới rủ đi chơi, là dạng như là làm xe ôm cho mình á. Lần đầu tiên là đi với nhau chú có làm gì cháu không? Lần đầu tiên ấy thì cô ấy mặc quần đùi ngắn ngắn ấy, thì thấy giò thì cứ đụng đụng người mí ấy, thì mình bỏ tay đằng sau xem sao sờ sờ tí. Chửi luôn, không có chửi mà phản ứng tự nhiên thì hỏi là chú làm gì á, kêu là anh mỏi tay của anh bỏ tay xuống một tí rồi á. Vô tình đụng thôi đúng không? Vô tình thôi, với mình nhá nhá thôi, mình cũng không dám để lâu. Có nghĩa là chỉ có cái chuyện sờ đùi vô tình xảy ra thôi chứ
Cái này em nghĩ không vô tình đâu, cố ý. Như người ta đàng hoàng thì người ta không làm vậy đâu. Rồi sao cái bữa đó có đi đâu? Không, sau bữa đó thì vợ mình nói thôi, chú ơi chú, con lạy chú ghê lắm. Con không dám đi chơi với chú nữa đâu. Rồi lúc ấy là thôi. Thôi trong bao lâu thì thôi, là có lần thứ hai? Thì như cũng 6 tháng sau mới nhắn lại. Rồi sao rồi lúc ấy là lâu lâu tối thì cứ gọi điện thoại nói chuyện thôi. Trong thời gian 6 tháng ấy thì lúc ấy thì cũng buồn thì mình hay đi uống cà phê hôm ấy. Lúc lần nào mình đi uống là gặp vợ mình là đi đúng. Ngang qua là đấy. Nhìn thấy. Còn mỗi lần gặp vậy em có phản ứng gì không? Thì mình chưa là gì của nhau thì cứ đi chờ bình thường thôi. Đến khi về nhà mới nhắn là con kinh tởm con người chú quá. Không thấy ở trong tiệm, thấy ở ngoài quán thì lại ngồi với em phục vụ á. Thì lúc ấy mình cũng nhận được tin nhắn của người ta, mình sướng. Tự nhiên có người ghen. Nhưng mà thật lòng là em có ghen không? Ghen thì cũng không đúng, đó thì cũng có bằng trai rồi. Ít tháng sau thì mới về quê làm đám hỏi á. Wow, gây cấn rồi nghe. Nói là đám hỏi thôi chứ mình quê trên đài á. Nói chuyện thì cũng thấy hợp, thì bắt đầu mới đi hỏi về thì mới biết anh này là gia trưởng này. Gia đình này khó tính, cũng thường xuyên cãi nhau lắm. 3 tháng sau thì chia tay. Mà lúc cô ấy đi hỏi ấy, lại có như thế này phải tức chứ. Cô ấy còn nhắn tin cho mình: chú ơi chú, con đang đi hỏi chồng nè. Mình tức, mình nhắn tin: em có đi hỏi thằng đó cũng không hạnh phúc đâu, em thì có lấy anh mới là hạnh phúc thôi. Trời ơi, con trả lời kia là sao? Em không trả lời. Thì là 3 tháng sau là bắt đầu chia tay anh kia. Thì bắt đầu cũng có cảm tình tí xíu thôi. Mày nghe mong manh à, bí mật bên đấy đi hỏi chồng rồi mà sao mà cãi nhau ấy, chia tay đấy. Luôn mình mới có cơ hội tiếp. Trong đến một thời gian sau đó thì đi chơi lần thứ hai. Xong rồi mình rút kinh nghiệm lần duy nhất, chạy luôn vào quán cà phê sân vườn. Có sợ không? Sợ lắm, tối o mà. Rồi chú có làm gì cháu không? Thì lúc đầu thì cầm tay mà 5 phút sau tự nhiên ôm hôn luôn. Đúng như dặn như con báo vậy đấy. Rồi cái hay là buông xuôi tay? Sợ quá, buông xuôi tay luôn ha. Trẻ con lắm, sợ. Sợ đến bao lâu thì mới hết sợ? Nhưng mà lúc ấy thì cô ấy cũng chưa yêu đâu. Tôi lại còn một cái anh người cùng quê nữa, cũng để ý vợ mình. Quê chơi á, anh này là có vợ 2 con. Mà khi quen mình là giấu là còn trái tưng á. Thì sau thì tìm hiểu mới biết là anh này có vợ rồi. Thì mới nói với má. Thì má mới khuyên là thôi đi vô lại Sài Gòn làm đi. Cho là hay đi học ở chỗ thằng Thanh đi. Sau đó thì mẹ vợ mới nói là gửi gắm cho mình. Nên lúc ấy mình thấy sướng quá. Nhưng mà bây giờ vậy nè, cái lý do gì mà đồng ý làm vợ của cô Thành? Ở ngoài quê thì mẹ là có kêu là con gái thì cũng 12 bến nước, chả biết bến nào trong mà tròn đâu. Chắc thằng Thành này, chắc nó không thương mày thiệt. Lúc đó thì mà cũng có nói là bà cũng có dặn là lấy thằng nào mà đừng có bia rượu giống ba mày khù lắm. Thì vô tình thì anh này là không có biết bia rượu gì cả. Có nhiều dồn vô cái chuyện cô gái hết rồi. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ lấy nhau xong rồi thì khi gặp con của Thành á, thì hai dì cháu, bây giờ gọi con của Thành gọi dạ, là dì. Là dì. Hai dì cháu có hợp nhau không? Dạ có, hợp lắm. Như chị em vậy đấy, đi đâu cũng đi cùng. Lần đầu tiên là đã hợp liền không? Dạ lúc đầu thì hơi ngại thôi. Nhưng chồng bây giờ thì mới dạ như làm cái cầu nối á. Mà là em cũng thương, dạ, thương đúng rồi. Bé dạ, thương như một người mẹ hay thương như một người chị? Chắc là như một người chị quá. Vui lắm. Vui lắm. Vui lắm luôn á. Bánh tráng trộn còn ăn với nhau mà. Kêu Ngọc Ánh trộn cái gì mà ăn cùng nha. Vui lắm. Thoải mái lắm. Cái tâm mình cũng không có đến nỗi là xấu như người ta. Như vậy thì khi mà em chứng kiến vậy em có xúc động không? Cũng không dám nói ra đâu, mình chỉ nhìn và quan sát thôi. Mình biết vậy đâu mà lúc nhiều khi thì mình thấy cũng hơi cũng được. Như vậy thấy yêu vợ hơn thế, không? Thì cũng nói thật là cũng yêu vợ hơn. Ồ, rồi bây giờ là tình cảm của em bây giờ như thế nào? Anh em thì thương cái gì cũng đồng đều á. Mình không có kiểu như là phân biệt đối xử hoặc là vợ em đẻ đứa con em ra như này mà em bỏ đứa con đang ở với em được. Vợ em biết mà. Em có dành cái tình thương nhiều cho bé lớn không? Dạ có. Giống như mình mua đồ đúng không? Thì đứa lớn cũng có, đứa bé cũng có. Chứ không riêng đứa bé. Vậy thì con chị nó sẽ tùy lắm. Đấy. Đúng rồi. Thực ra cái tâm lý của người, nếu mà cái người gì mà đã thương cái bé mà con riêng của chồng rồi á, thì khi mà em có đứa con ra em sẽ cảm thấy rằng là em sẽ thương cái bé đó hơn nữa. Dạ. Là vì cái đứa sau của mình nó được đầy đủ quá, có cả cha lẫn mẹ cái bên, trong khi cái đứa lớn á thì nó bị thiếu hụt. Cho nên cái chuyện mà em dành tình cảm cho cô bé kia nhiều hơn một chút theo chị nha. Dạ. Đó là một cái điều em nên giữ để bù đắp cho cháu. Dạ đấy, thì mẹ chung cũng có nó, mình không có công sinh nhưng mình có công nuôi dưỡng nó, thì sau này nó cũng thương mình. Rồi lúc đó chồng em cũng có nói là
em mà thương con anh nhiều á thì em còn anh còn thương em nhiều hơn nữa. Chính xác. Yeah. Chính xác. Rồi trong thời gian mà về ở với nhau thì hai bạn có nhận ra tật xấu gì? Là tật xấu của vợ mình á. À. Suốt ngày Facebook. Cái gì xấu hơn cái đó không? Hay nói nhiều. Nãy giờ thấy Thành nó nhiều hơn nó vợ. Tính em thì cũng nói nhiều. Có bữa anh đang ăn cơm thì mình nói nhiều á. Anh quẳng cái chén ngoài đường. Ôi. Dư lắm nha, nóng tính lắm. Có lần á đang điên cái gì á, đập kính là cửa rồi cái đầu đúng không, còn chàng một cái vách này giờ con theo ở trên đầu này em nha, nóng tính lắm. Ở nhỏ này có khi nào mà ganh tình cảm của chồng với hai đứa con không? Thấy chồng lo cho con thương hai đứa kia nhiều lắm. Thấy chưa? Mới hỏi là có đồng đều cho ba đứa không đó. Tính ra con này là thiệt hơn hai con kia. Nói vậy thì cũng không phải. Thấy người ta như thế, đối xử với mình, thương yêu mình như thế thì nhân đây tham gia chương trình này anh cũng nói với em là thật sự thì cũng yêu em lắm, yêu em nhiều lắm. Nói chung thế, không phải như thế đâu. Nếu mà là, trời ơi, nói kiểu đó không, nói như vậy có phải là tình cảm không? Không, tại vì mỗi người mỗi kiểu mà. Nói thế là thật lắm đó, chứ còn nếu mà không thật á là sẽ là kiểu khác. Nói mà thấy mặt Thành đỏ rồi. Nhân đây anh nói với ông nè, anh rất là... Có nghĩa là Thành không có quen đầu môi chót lưỡi đúng không? Dạ vâng. Em nói mà nói theo cái kiểu văn hoa chữ nghĩa là em nói không có được. Em nói không được. Em rất là thật. Thay vì như những người đàn ông khác thế nào. Em à, em có biết là anh say đắm từng bờ môi của em, từng ánh mắt nhìn, từng cái hơi thở của em hay không? Nhưng mà Thành á, là tất cả những câu nói đó Thành gom lại bằng một động tác là đúng không? Không nói được. Cho nên là nhiều khi người nào mà chưa hiểu thì nghĩ là Thành dê. Có nghĩa là nói không được cho nên là mới lấy cái tay sờ đùi đúng không? Bây giờ chương trình thì cũng cảm ơn hai bạn đã đến tham dự. Và rất mong là gia đình của bạn giữ được cái hạnh phúc các bạn đang có. Và nhớ là bỏ cái chữ chung riêng đi nha. Dạ. Đúng không? Chung hết. Chung. Đó. Chung một mái nhà. Đó, chung hạnh phúc với hai nàng công chúa. Rất là dễ thương. Xin cảm ơn Thành với Mận. Em xin giới thiệu, em là Nam Uyên, năm nay em 26 tuổi. Em đến từ Quảng Nam và em hiện tại là nhân viên ngân hàng ạ. Cảm mời chồng của Nam Uyên. Thì em tên là Quốc Vương. Thì hiện tại em đang làm nhân viên IT, chuyên về phát triển phần mềm, em cũng đến cùng quê với vợ luôn. Nghe bạn này là mình biết liền là Quảng Nam, giọng kia thì lại không giống. Mà Quốc Vương là có liên quan tới Quốc Thuận không? Dạ chắc cũng có. Chắc chắn là hai bạn là quen nhau từ cái thời Thanh Mai Trúc Mã đúng không? Dạ đúng rồi, tụi em quen nhau từ thời cấp 3. Em ấn tượng vợ lần đầu tiên là vào buổi sinh nhật vợ á. Tuy là rất là nhỏ con, nhỏ nhất lớp nhưng mà miệng thì to nhất lớp, rất là nhoi. Em không biết, không biết do bẩm sinh hay sao, giọng em lúc nào cũng to hết á. Người nhỏ luôn, lúc nào em cũng thích chị cũng to to hết á. Vậy thì Uyên có ấn tượng gì về anh ấy không? Dạ có ạ, chồng hay phát biểu mà lúc nào cũng phát biểu đúng á. Cứ quay xuống sao ai mà giỏi vậy, cái gì cũng biết hết vậy. Là học giỏi đúng không? Giỏi. Ngày trước á, ngày trước chị đi học chị cũng hay ấn tượng với mấy người bạn trai á mà học giỏi. Dạ. Hồi đó là con trai mà học giỏi là chảnh lắm luôn á. Hồi đó em có chảnh không? Dạ. Ít cười chắc chắn là chảnh rồi. Mấy bạn gái thì thấy chảnh thôi chứ em thì mấy bạn trai thì bình thường. Đến bao lâu thì các bạn mới thực sự để ý nhau? Em á thì hay để ý chồng em mà lúc đó để ý với cương vị là một người ngưỡng mộ. Em muốn làm quen với chồng em lắm để mình trao đổi học tập, nhưng mà chồng em lúc đó thì không nói hỏi câu kìa. Hết rồi, muốn bắt một câu chuyện nữa để hai đứa cùng giao lưu, không có nói, không bắt trúng đại được. Giống như là mình ít nói chuyện với con gái nên cũng không có chuyện gì để nói hết. Chị tại biết chị hận lắm, hồi đó chị lớp 10 cũng giống em vậy đó. Dạ. Lớp trưởng chị học giỏi thiệt là giỏi mà xấu như quỷ vậy đó. Mà chảnh mẹ giỏi mà sao lúc đó mình thấy cái người đó đẹp ghê, là đẹp luôn á, ngưỡng mộ thiệt luôn. Rồi cái cứ cũng cứ tìm cách rà làm quen hoài, nó không thèm nói chuyện mình. Dạ. Tới lúc nó đi nước ngoài luôn, giờ coi lại mấy cái hình hồi xưa nó xấu tàn canh luôn. Hồi đó, hồi dữ vậy. Hồi đó là mình thấy lung linh đúng chưa? Hồi đó là thấy đẹp lắm, đẹp nhất lớp luôn. Hồi đó chỉ được cái cao thôi. Rồi đến bao lâu thì hai bạn mới có thể thoải mái với nhau, ngồi nói chuyện với nhau thật nhiều? Nhưng mà vô tình lúc mà kiểm tra một môn học môn toán thì lúc đó chồng em được gọi là điểm thấp. Vì bản học giỏi nhất lớp mà 6 điểm mà so với lại chồng em mà rất là thấp. Em mới để ý qua, thấy bọn rất là buồn. Thì nhân cơ hội đó em giống như là an ủi, động viên, chia sẻ với nhau. Cái qua ngày hôm sau cũng thấy có cười, đến là có cười nói em cũng thấy ui thành công rồi hả. Nhưng mà vẫn chưa nói được gì hết. Em có đơn phương vợ em không?
em cũng không nhớ nữa, mà chắc cũng có tí tí gì đó. Ủa, là lúc nào? Tại vì anh thấy qua cái câu chuyện của vợ em á, là anh thấy là em là dửng dưng, em rất là thờ ơ và em rất là chuẩn. Nhưng mà nhiều khi bây giờ ta yêu ngược lại, ta giấu trong lòng mà bà kia không biết làm sao. Nhưng mà sau mà lần vợ em gọi là an ủi em á, thì tự nhiên mình cảm thấy trong lòng mình có cái tình cảm gì đó rất là đặc biệt. À, em có biết cái chuyện mà anh ấy nhìn thấy mình nó có một cái sự đổi thay không? À, dạ, lúc đó thì chưa, thì cứ nghĩ là ai ngồi bên em là cũng có thể mở lòng nói chuyện giống như một bạn bè thân khác thôi. Thì vô tình em cũng có lời đồn của các bạn trong lớp: ui, anh Vương để ý Uyên sao á, thấy cái gì hành động của Uyên nó cũng biết hết á. Thì em nghe cũng sướng sướng trong người. Em tỏ tình với cô ấy như thế nào? Có một lần tỏ tình là ngày đó là 20 tháng 10. Em định là tặng hoa cho vợ ở trên lớp, nhưng mà tôi cảm giác nó vẫn chưa đủ dũng cảm lắm. Cho nên là sau buổi học, buổi sáng thì hai đứa đi học thêm, trưa đó mới chạy đi mua hoa, tính là tặng trước khi vào lớp. Nhưng mà lỡ mua hoa lâu quá, cho nên tới lúc tới lớp là người ta vào hết trơn rồi. Mới nghĩ là chuyển qua tặng qua sau, sau khi đi học về mà sợ để ngồi trời nắng thì hoa nó héo hét. Cho nên liều đi thẳng vào lớp tặng luôn. Đông lắm mà, em đang ngồi thấy lù đi, đã đi trễ rồi còn đem một bó hoa vô nữa. Đưa tặng Yên nè, cho nguyên cả lớp học theo nhìn mình là trở thành người nổi tiếng trong lớp luôn. Sao bình thường thấy ít nói mà sao hôm nay là hành động mình bất ngờ quá vậy. Và cái cảm giác của em rất là sung sướng. Và từ đó hai bạn yêu nhau đúng không? Dạ chưa. Chưa. Rồi em khó lắm rồi. Đến khi nào thì hai đứa mới chính thức là yêu nhau? 5 năm sau anh. Nếu mà tôi không hỏi cái đó là hai bạn này kể cái gì? Khi tụi em đi Đà Lạt á, phong cảnh lãng mạn mà, cho nên là em thấy là cũng theo đuổi bạn này cũng mấy năm rồi mà vẫn chưa được. Là sau lần đi chuyến đi Đà Lạt này là phải gọi là tổng tấn công luôn. Phải tấn công tên khắp mặt trận để gọi là chốc hạ luôn. Rồi đi lâu quá, 2 tháng sau thì vợ em mới đồng ý. Mà em tỏ tình sao? Hồi nãy giờ người ta muốn lắng nghe lại trên Đà Lạt cái câu cái chuyện mà anh tỏ tình người ta, anh hành động như thế nào? Đây em nói là tụi em nhậu xong á, thì quý em mới có hơi mang vô quyết định là tính là ngày hôm sau là cũng mua hoa tặng vợ xong tỏ tình lại. Nhưng mà tới đêm sau ngủ dậy khi nó hát hơi mang cái hát vừa dũng cảm mua hoa. Trời đất ơi, cái câu chuyện gì nó cũng lãng xẹt rồi. Xong khi đó thì em mới về Sài Gòn mới quyết tâm lại, mang hoa tới trước nhà trọ của vợ á, gặp khu đó đông người nữa cho nên người ta đi qua đi lại. Rồi em từ trên nhà đi xuống, thấy em cầm bó hoa là hét hồn luôn. Tại em, tại vợ em ngại tặng hoa trước đông người lắm. Đó sững dững rồi mà mặt đỏ rồi. Cái chỗ đó chịu chưa? Sắp chịu chứ chưa chịu. Trời ơi, chưa chịu luôn. Sao chuyện này liên quan quá vậy? Xong cái em phải quay theo đuổi 2 tháng sau nữa. Đó, 2 tháng nữa đó. Ủa, vậy là đâu có liên quan tới cái Đà Lạt đâu. Không, không có liên quan gì tới cái Đà Lạt không? Dạ, bởi vì em nghĩ là lúc mà đi Đà Lạt á, là em có dẫn thêm một người bạn thân em nữa, bạn cũng con trai luôn. Chồng em lúc đó tưởng là bạn trai em. Chồng em lúc đó cũng như ghen tuông. Mặc dù mình chưa phải là tán được em nhưng cảm giác như không thích người nào quan tâm em hơn chồng em hết. Thì tối đó chồng em say rồi mới đủ dũng khí nhắn tin em là Yên ơi, làm người vợ của Vương nhé. Ủa, bị gì vậy? Bình thường mấy năm này không có nói lại. Mà chắc là say à. Nhưng mà em chú ý là ngày sau lên xe về là thấy hành động, thấy khác, có cầm tay em trong lúc lên xe nữa. Mà để Yên đúng không? Dạ đúng rồi, vì xe trong xe không mà. Rồi 2 tháng sau kể từ lúc tỏ tình ở nhà trọ thì dạ, câu chuyện như thế nào? Chồng em có nhắn tin là thử yêu, cảm giác nó vui lắm. Mà Vương chỉ nắm tay thôi chứ không có làm gì hết á. Thì lúc đó em thấy là chàng trai rất là chân thật. Mấy năm sau cũng vẫn chân thật như vậy nên em đồng ý. Rồi bây giờ vô tới Sài Gòn, có đêm tân hôn chưa? Dạ rồi, dạ có chứ. À, mọi thứ nó vui vẻ không hay là vẫn còn e ấp ngại ngùng? Theo cách mà anh hiểu về vợ em là một người rất là truyền thống luôn. Dạ. À, thì nó cũng vui theo cách truyền thống. Cưới nhau về 6 tháng, cô ấy có thật xấu nhiều không? Khó tính lắm. Gặp em thì hay quen nữa cho nên đụng tí là bị vợ la. Thì bình thường thì có thể em nhịn, nhưng mà đôi lúc nó cũng căng thẳng thì em cãi lại, xong rồi hai đứa cãi lộn qua lại vậy đó. Mà vợ em có cái là khi mà dặn là cứ lôi hết mấy chuyện cũ ra kể luôn. Lôi tắt tần tật mấy chuyện mà dặn trước rồi kể rồi cứ dặn tăng cấp lên. Tăng quá rồi, tới lúc em phải hạ nước em xin lỗi mới được. Ủa, nhà nó hay quên lắm mà. Dạ, siêu đáng trí luôn. Đi đường là không bật chân trống,
mà em thấy cái chuyện không mặc chân trống rất là nguy hiểm. Có một câu chuyện mà em lúc nào em cũng em nhớ là em cười à. Thì lúc mà đính hôn của hai đứa xong lễ hết rồi là quên đem nhẫn. Thì lúc đó em không biết chồng quên, thì em chỉ nghe nói là tiếp một trao nhẫn để cuối cùng nha. Thì em kêu ồ quy luật nó vậy hả anh. Em cứ tưởng là quy luật của nhà chồng là vậy, im im lại nói cái anh tài xế xe chở về tới nhà lấy nhẫn mà cách nhà cũng cách 25 cây số vậy đó. Trời. Làm lễ xong rồi bà con ngồi nghỉ khoảng tiếng rưỡi đồng hồ rồi tiếp một trao nhẫn tiếp theo hiệp hai. Vương có tật xấu lãng trí, thật thà, cũng hơi vô tâm. Đang tập trung làm gì á, em ở ngồi em kêu em nhờ làm gì không muốn nghe. Em đang chiên bánh tổ nó chiên rất là nhanh cháy. Em đang chiên rồi em qua em đi đổ rác, em nói anh lại xem bánh tổ cháy chưa, kêu hoài không chịu nghe. Xong quay qua nhìn luôn. Em mà mắt cũng còn nhìn trên cái màn hình đó, chạy lại cháy trơn luôn, mà trong khi em đang thèm ăn bánh tổ nữa cháy trơn lắm. Rồi lúc xong. Đó em cũng giận. Ủa sau này em có chuyện gì sao? Thì anh đang tập trung mà, sao anh biết em kêu được mà nhà có hai người à? Còn gì xấu lắm rồi, thôi xấu lắm rồi, được không? Bắt người ta moi nữa. Rồi nhân đây thì muốn anh thay đổi điều gì? Anh muốn anh thay đổi bớt đảng trí đi. Em mong vợ em thì vợ em cũng hơi bi quan, với lại cũng hơi lười tập thể dục nữa. Sắp tới là vợ sống lạc quan hơn, với lại tập thể dục thường xuyên hơn. Quen với nhau từ lúc mà còn thanh mai trúc mã đó, nhiều khi mà lại e ấp mà lại kiểu mà mắc cỡ nữa. Thành ra có những điều đôi khi có thể là trong cái mối quan hệ vợ chồng á, tụi em chưa có tự nhiên. Thì chị nghĩ là lướt qua cái cảm xúc về bạn bè. Mà bây giờ cứ nghĩ là mình là vợ chồng là từ lâu lắm rồi, từ tiềm thức, từ là kiếp trước tới giờ rồi. Thành ra là vợ có những cái nhu cầu gì, có những cái gì thì nên chia sẻ với chồng, và chồng ngược lại cũng nên như vậy, thì tụi em là hạnh phúc trọn vẹn luôn á. Cảm ơn anh chị. Xin chào hai em. Cảm ơn tụi em. Hai vợ chồng em nên duyên á, thì cũng nhờ cô giáo chủ nhiệm đã xếp chỗ ngồi cho tụi em. Cô cũng đi Mỹ rồi. Dạ, cô thi ở bên Mỹ mà có xem chương trình này á. Cảm ơn cô đã nên duyên cho vợ chồng em để có ngày hôm nay ạ. Em chúc cô cùng gia đình hạnh phúc và sức khỏe. Rồi. Em tên là Nguyễn Công Nguyên, năm nay em 30 tuổi. Em từ Yên Bái vào đây được 20 năm rồi. Còn vợ? Dạ, em tên là Nguyễn Trần Thanh Hiếu. Hiện nay 30 tuổi, hiện nay làm công nhân. Nhà em ở thành phố Hồ Chí Minh. Hai bạn gặp nhau trong trường hợp nào? Dạ, đó là khoảng cuối tháng 8 năm 2011 ạ. Thì em có cùng một bạn thân đi sinh nhật có người bạn của bạn này. Thì từ đó thì vô tình gặp vợ em đấy thôi. Vô trong quán karaoke. Em với con nhỏ bạn em, con bạn em kêu hồi mày mới chia tay người thôi, để tao thì cô anh này đây quen chơi cho vui đi. Xong cái qua cái mời uống bia, hai đứa qua mời uống bia, cái anh này nói thôi mình không uống đâu bạn, mình uống về nhà má la. Xong em với nhỏ bạn em quay qua nói nhỏ, đàn ông con trai đâu mà giờ nhà cứ uống bia về nhà má la nghe thấy phát ghét. Tao với mày thay phiên nhau qua chút bia cho say luôn đi. Đó, thì cuối xong... cùng thì anh có say không? Dạ có về má là thật chị ạ. Em khai là em bị gì? Dạ cũng nói thật là đi chơi sinh nhật thôi chị, uống bia và thế thôi. Vậy thôi chứ không cho nói là gái nó chút bia chị. Không có nói gì đó đâu, nếu mà nói nữa chắc la dữ nữa. Dạ vâng. Rồi sau đó cái tình cảm của các bạn tiến triển ra sao? Lúc đó thì cái nhỏ bạn em mới hỏi anh này là có muốn xin số điện thoại của em không? Anh kêu gật, cái là thế là nhỏ bạn em nó cho số điện thoại, xong rồi về nhà nhắn tin đâu được một tuần sau cái em hai đứa mới gặp mặt. Thì lúc đó em nói là mới chia tay thôi kệ, cũng quen đại đi. Quen đại nhưng mà về phía bạn này thì như thế nào? Dạ thực tình lúc đó cũng chưa có người yêu anh ạ. Nên thấy cũng với trong cái buổi sinh nhật đó thấy vợ cũng vui tính, cũng nhanh nhẹn thoải mái, thế cũng để ý chút chị ạ. Cũng xin số điện thoại về, có việc thì về Bắc khoảng 10 ngày cơ. Thì trong quá trình về Bắc là có nhắn tin qua lại với vợ thì hỏi thăm rồi làm quen, xong thấy rất là hợp chị ạ, nhắn tin rất là hợp. Thế là quyết định khi là vừa về tới miền Nam rồi xong là lập tức mời vợ đi ăn tiệc ngay chị ạ. Trong lúc yêu nhau thì có những cái trục trặc, có những cái trắc trở gì không? Dạ có. Lúc đó là người yêu cũ của em nó đi lên Sài Gòn đi làm rồi, cái xong rồi cái ảnh mới hẹn em là thôi Noel này em đi chơi với anh nha, tại vì lúc đó em quen người cũ là ở dưới miền Tây, quen xa, ở xa nên là chưa dịp lễ Tết gì không có đi chơi chung với nhau. Nên cái lúc đó cái anh năn nỉ thôi Noel lần này thôi mình chia tay rồi đi chơi lần cuối với anh đi. Với em, người yêu cũ đó. Dạ cái em sắp xếp em sắp xếp là anh này thôi mình em mới nói này thôi 24 mình đi cái 25 em đi với anh đó.
không hề biết anh ạ. Nhưng mà vô tình phát hiện ra. Vô tình. 25 cái anh kia tới nhà chở em đi ra ngoài công viên gần nhà là đi ăn. Vừa mới vô quán ngồi xuống vừa mới kêu món thôi à. Anh này gọi điện thoại tới. Alo em có nhà không? Dạ có, em đang ở nhà anh. Vậy em đi ra đầu ngõ đi anh gặp xíu. Trời ơi, nghe tới chết rồi, giờ sao? Em nói với người yêu cũ em, nó chết rồi anh, giờ sao đây? Bạn trai em tới tìm em. Thì kêu cái bạn em, bạn người yêu cũ em mới nói thì kêu hẹn gặp bữa khác đi. Anh kêu tới nhà rồi, bây giờ anh chở em về gấp. Cái thế là phải chở em về nhà. Thấy anh này đang đứng ở đầu hẻm, em kêu dừng đừng xa xa đây, em đi bộ lại. Nhưng mà em có nhìn thấy người ấy không? Dạ không ạ. Em chỉ quay lưng thế và em thấy thôi. Mà vợ em hơi bờm thì sao chị không giấu dấu vết được. Là đi tay cầm cái nó mà hiểm thế này chị. Làm đây biết rồi chị. Lần đó giật nhau bao lâu? Chắc gần tuần đấy chị ạ. Một tuần. Dạ. Rồi xong rồi quen lại. Đến nào làm quê trước? Dạ em, tại vì mình là còn có lỗi trước. Là qua ngày hôm sau liền luôn, là cứ nhắn tin năn nỉ xin lỗi riết luôn. Rồi bao lâu thì cưới nhau? Dạ gần 4 năm. 4 năm thì ạ, gần 4 năm. Kể từ lúc đó là 4 năm sau mới cưới. Dạ vâng ạ. Và bây giờ là cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ 1 năm 4 tháng. Có em bé chưa? Dạ rồi em bé được 4 tháng. Lấy nhau về rồi hai vợ chồng có thấy đối phương của mình không có thấy người bạn đời của mình có lòi cái tính xấu không? Tính xấu của em thì lòi ngay từ khi mà mới quen rồi, em không có giấu giếm gì hết. Như vậy là em nhường cho anh này khui tật xấu rồi chứ. Đúng không? Tối nay cho anh ngủ chung nhá. Dạ thực tình thì vợ em là người rất là thẳng tính ấy chị ạ. À, có sao nói vậy, không có giấu giếm trong lòng. Em cũng chuẩn bị trước tâm lý rồi, là biết tính vợ như vậy rồi. Và cũng vì hoàn cảnh gia đình thì cũng hơi lười. Tại là ở nhà đi làm suốt thì bố mẹ con lo cơm nước ở nhà anh chị, nên không phải nấu nướng gì cả, không phải dẹp gì cả. Tức là hiện giờ là tụi em đang ở với ai? Hiện tại bây giờ sinh xong là ở chung với ông bà nội. Bây giờ là đang ở chung ông bà nội, ông bà nội ở trong Nam luôn. Dạ vâng. Chỉ nhưng mà đầu tiên lúc mà mẹ em biết là em có định, có ý định là lấy vợ là con gái miền Nam á, thì mẹ có ý kiến gì không? Dạ có chị ạ. Tại bản thân mẹ em là người miền Bắc vào chị ạ. Cũng nghe nhiều về gái miền Nam. Cũng gặp nhiều nên mẹ cũng không thích gái miền Nam mấy. Nên quyết tâm là Nguyên, ta không cho mình lấy gái miền Nam đâu. Em cũng biết, thế là những lần rồi tiền về em lì lắm chị ạ. Cứ như nhà có mỗi lần dỗ chạt thì chẳng lẽ lạc ấy, cứ dẫn vợ về hết chị ạ, bắt làm hết. Cứ lì chị, không thích cũng dẫn về chị. Cũng may mắn thì mẹ em là người hiểu chuyện đó chị. Cũng thấy cô này cũng chịu làm, chịu nghe, chịu học hỏi để làm đó chị. Nên từ cũng chịu. Dạ. Nhưng mà trong những tháng đầu về ở chung á, thì giữa em và mẹ chồng em thì có như thế nào? Lúc mới về thì vợ chồng em ở riêng chị ạ. Dạ. Tới lúc sinh con thì mới về chung với bà nội thôi. Tại ở gần đấy. Nhưng tụi em ở cách nhau có mấy căn nhà thôi với mẹ. Thì về cái nhiều khi về cái em đứng, tại vì em đứng lâu á, em hay mỏi mà đứng rửa chén, cái bồn nó cao nếu tôi khơm em lâu á, nhiều khi cái em cứ bắt anh này phụ em rửa chén, ăn xong em phụ rửa chén xong rồi hai đứa mới về nhà phòng của mình. Thì cái một lần cái mẹ thấy anh này rửa chén. Cái thế là hôm sau cái chở mẹ đi chợ á, cái mẹ mới nói, mẹ kêu là Hiếu nha, lần sau á là con không được để Nguyên nó rửa chén, ba mà thấy là ba không có thích đâu. Thế là mẹ đã chỉnh em như thế. Cái này con nói dạ con biết. Rồi cuối cùng thì bây giờ em có phụ vợ rửa chén không? Dạ hay có là... chị ạ, vẫn rửa chị ạ. Em vẫn phụ đúng không? Dạ, tại vì do là em mới sanh em bé nên là chưa, mẹ chưa có cho làm việc nhiều nên là mẹ để anh này phụ em. À là mẹ đồng giờ... ý để cho, dạ, cho Nguyên rửa. Dạ, do mới sanh em bé. Còn cái tật xấu gì nữa không? Nóng tính lắm. Nóng tính lắm. Nóng tính lắm. Có bao giờ mà em bị ăn đòn? Dạ đòn chưa tới mức đấy ạ. Nhưng mà la, ủa la to lắm chị ạ. Sợ lắm. Không biết làm gì cả, thế thôi im lặng chị ạ. La to thí dụ như sao đâu, la. Nhiều em thì ham chơi chị ạ. Nên lần đi chơi khoảng 3-4 tiếng về. Khuya mới về, thì vợ ở đợi cửa. Thế mặt vợ là hiểu rồi. Thế đáng kìm súng thì vô, coi vợ nói sao. Bữa nào mà vợ vui vui ấy, thì la nhẹ nhẹ lắm, chui tạt vô giường ngủ thôi. Bữa nào là vợ la to quá, sợ im ru thì chạy ra ngoài. Không, anh nói quá rồi đó, em không có la to, em chỉ đếm thôi. Mỗi khi gì em chỉ đếm từ 1 tới 3. Nếu mà không làm thì em xử sao? Rồi, bây giờ tới em đó. Dạ. Anh ấy? Anh là bị hen suyễn mà anh lại cứ khoái hút thuốc lá. Dạ. Rồi lúc quen em á, tới thì còn ý là em kìm cặp á, là em hay nhằn á. Nên là ít hút. Mà từ cưới về cũng vậy, nhưng mà từ lúc em sanh em bé tới giờ không ai quản hết á, là hút hơi bị nhiều luôn. Nhưng mà có em bé ở nhà hút thuốc mà còn bị hen suyễn nữa thì phải cẩn thận. Dạ, dạ. Mà hứa trước mặt em, trước mặt mẹ hứa hoài mà không bỏ. Cái lời hứa đó nhiều khi không bay, không có tới được. Mà hôm nay em muốn anh hứa không? Dạ có. Và bây giờ trước khi ông hứa thì em mong muốn ông xã em thay đổi điều gì? Dạ thì là
bớt mê chơi lại đi, biết lo lắng cho gia đình. Tại vì anh này anh còn vô tư, anh hơi mê chơi lắm. Ở nhà mà mẹ với em mà nhờ việc gì á là cứ hẹn lần hẹn lựa. Mà đang nằm với em cái bạn gọi alo, mày rảnh không cu, đi cà phê. Thế là quay qua, vợ ơi cho anh đi nha vợ, nửa tiếng anh về. Lẽ đi gọi, nói chung là bạn gọi một phát là chưa đầy 30 giây là đi liền. Mà nửa tiếng về không? Dạ không, toàn về với thun không hả anh? Ừ. Em, nếu mà muốn vợ thay đổi thì chỉ một cái thôi anh ạ. Đó là chỉ mong vợ nghe lời chồng một chút, đó là cư xử khéo khéo một chút thôi anh chị. Cái sự khéo khéo là em muốn khéo như thế nào? Tức là ví dụ nói chuyện với người lớn chẳng hạn chị. Biết khéo léo, tinh tế một chút, đừng có nghĩ gì nó ra liền như vậy không có hay. Nhưng mà chắc là mẹ em hiểu được cái cá tính của con gái miền Nam đúng không? Dạ vâng. Về phần mình, ví dụ như mình ở trong gia đình người Bắc thì mình cũng phải gọi là tề lại bản thân mình một chút xíu để mà mình dung hòa. Em có muốn nói gì, một cái lời gì đó với mẹ chồng không? Để cho mẹ hiểu mình hơn. Dạ, thật sự là con rất thương mẹ. Con biết là từ khi về con làm dâu trong nhà thì con đã nhiều lần đã làm mẹ buồn. Nhưng mà mẹ hãy tha thứ cho con, rồi con sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân mình hơn để phù hợp với nhà mình. Vâng, cũng mong là chị hiểu và thương cái cô con dâu này. Tại vì khi mà nói cái lời xin lỗi với chị là cô đã ráng cô kềm lắm, không là cô khóc nhè rồi đó chị. Còn có muốn anh thực hiện cái lời hứa của mình không? Dạ có chứ anh. Rồi, đó cái điều đó là điều quan trọng đúng không? Nhân đây thì anh nghĩ là Nguyên cũng nên có một lời hứa với vợ. Thì từ đây xin hứa với vợ, từ bây giờ sẽ bỏ thuốc lá. Nếu mà không bỏ được thì sao? Đó, tùy vợ xử lý. Đấy, tùy vợ xử lý nha. Rồi, cảm ơn tụi em. Dạ, cảm ơn anh chị. Em tên là Phan Văn Trường ạ. Năm nay em 35 tuổi ạ. Em đến từ Nghệ An ạ. Trường công tác bên ngành nghề gì? Dạ em ở nhà kinh doanh ạ. Rồi, mà em? Dạ em là Thanh Tâm ạ. Em năm nay 30 tuổi. Em là nhân viên văn phòng ạ. Rồi, hai em là ở ngoài Nghệ An luôn? Dạ vâng ạ. Ở ngoài quê và đây lập nghiệp anh ạ. Chồng em Nghệ An, còn em ở Hà Tĩnh. Nhưng mà là làm việc ở Sài Gòn? Dạ, làm ở việc Bình Dương. Bình Dương? Dạ. Hai bạn quen nhau từ khi nào? Mà chuyện tình yêu ra sao? Em và chồng em thì quen nhau năm 2012. 19 tháng 5 2012. Hồi đó là em cùng một fan hâm mộ của chương trình Quà tặng âm nhạc. Quà tặng nửa đêm. Hồi đó là em mới chia tay người yêu cũ. Thì em có viết một bức thư lên yêu cầu bài hát. Thì vô tình là bài hát của em được phát, mà trong đó có số điện thoại. Vì em nói là ai cùng tâm trạng thì nhắn tin, chia sẻ. Tự nhiên thấy số nhắn tin là em khỏe không? Em đang làm gì đó? Em nói em khỏe. Xong rồi chồng em nói em rảnh không, mời em đi uống cà phê. Em nói ông nào tào lao mà giờ tự nhiên ở đâu mình không quen không biết gì mời uống cà phê. Em nói dạ không. Em cùng nhắn qua nhắn lại vậy đó. Chiều em về em kể với chị bạn của em, với em gái em. Xong chị bạn nói ê đi 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 xem mặt đi. Em, thôi ba cái bọn tào lao ở trên đài lao. Thế là em nói em bận rồi em không đi nữa, em từ chối vậy đó. Dạ, đến chiều thấy 5 giờ về thấy ông nhắn tin là em về Bình Dương chưa? Anh cùng chuẩn bị về. Em nói dạ em cùng chuẩn bị về. Vậy đợi anh với. Vì khi nãy là bọn em gặp nhau ở dưới Đồng Nai á. Em cùng xuống em gái ở dưới đó chơi. Còn ông thì làm việc ở Sài Gòn. Rồi sau đó đi đến Amata, anh đập vào mặt em. Trời ơi, một ông thấy đuối rẹt cái xe phanh khe rẹt. Giơ tay lên chào hai người đẹp. Rồi đập vào mắt em. Trời ơi, một ông đổi cái nón công trình đi đôi tông lào đen thui. Khi mà chồng em đang làm xây dựng anh nên nhìn đen, mặc cái áo bẩn bẩn nữa. Trời ơi, em nói thôi chết rồi. Em bấm 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 cái giật giật chị em nói thôi chuẩn bị chuồn thôi. Chứ không phải đối tượng rồi. Sao có chuồn được không? Trời thế là sao này, chuồn được anh? Thế là cùng đuổi theo em sao? Em bám rết. Bám riết để về Bình Dương luôn. Bám là... Sau đó thì như thế nào? Có đi đâu nữa không? Có anh, cà phê. Cà phê. Và... Ủa, tức là lúc đó là vợ em tính chuồn mà không chuồn được. Không chuồn được. Đuổi theo sao, bám theo sao? Bám theo rồi đến coi như là em đi đến đâu thì em hốt được vợ em vô uống cà phê. Về gần nhà bà. Dạ. Bằng cách nào em làm được điều đó? Em đi theo luôn, đi theo. Đi theo hoài như thế. Dạ. Thôi vào uống cà phê, tại vì có bà chị cũng máu, máu uống cà phê. À, cũng tò mò trai cho nên là thôi cũng vào luôn. Tò mò trai. Nhờ vậy mới dính đúng không? Trời.
khi nào về xong rồi sao làm quen với chị bạn em như thế nào sao biết nhà luôn. Nhà biết nhà luôn. Là nhờ bà chị đó biết nhà. Và có sẵn vô nhà luôn không? Có. Hôm đấy em không vào, ngày hôm sau cách khoảng 3-4 ngày hôm sau á em vào. Em vào anh xin cơm. Vào xin cơm? Vâng. Em nghĩ sao mà đi cô người ta mà đến nó xin cơm? Em lúc đấy em đang ở công trình, em bảo chiều nay nấu cơm cho anh ăn với nha. Hai bác cũng chẳng trả lời chứ làm cơm đâu mà ăn. Thế chiều em đi làm về em mua 15 ngàn tiền ổi với xoài. Ổi trái cây. Em qua nhà cũng bày ra cơm ăn. Thế hai chị em mới dọn cơm ra. Bắt đầu ba chị em mới sợi cơm ra, sợi liền. Mới sợi cho khách liền thì mình lịch sự là sợi khách trước. Sau đó chủ nhà mới giờ thì sao? Sợi khách liền, khách bê lên ăn liền luôn. Còn hai chú nhà đang ngồi nhìn nhau vậy đó, chưa có gì hết. Nhìn nhau, bắt đầu xáy cá xuống ăn miếng. Trời ơi, cá này dớ quá, chiên này to, lửa này không giòn. Rồi ăn canh cải, trời ơi, canh cải này phải đập gừng vào mới ngon. Chứ nấu không đập gừng không ngon. Cuối cùng cái món này là ai nấu? Chị em nấu. Trời ơi, em bắt đầu nóng mặt. Mặt nóng rồi, nói nhà của ba chị chứ nhà tôi là chắc đuổi thắng cố về rồi. Mà nhớ thiệt hả em hay sao? Thì không để nói dở gì mà do chồng em nấu ăn được, ngon ăn cũng được nhưng mà không đúng cách. Nấu nó thiếu gia vị. Rồi bao lâu thì hai bạn mới bắt đầu yêu nhau? Trời ơi, xong cái vụ đó liền là em choáng luôn. Em không bao giờ ấn tượng được nữa, người đã xấu mà còn vô duyên nữa. Cho nên là ghét của nào trời tao của đấy. Mà xấu mà vô duyên đã không ưa rồi mà sao sáp lại? Đó là xong rồi đến khi em về em kể cho đứa em kết nghĩa lại. Em trai mới nói câu là chị ơi, nhiều người đâu có khi mới hay cái gì chắc vậy nó mới hay đó. Chị suy nghĩ đi. Thế là bắt đầu em mới suy nghĩ. Trời đất ơi, em sao nhẹ dạ quá vậy em? Thế là bắt đầu mới cho giao cơ hội tìm hiểu. Bao lâu thì các em mới cưới nhau? Dạ, gần một năm anh. Một năm. Là cưới nay lâu mau rồi. Dạ 5 năm rồi. Dạ chuẩn bị kỷ niệm 5 năm ngày cưới anh. Dạ. Các em có mấy bé rồi? Dạ hai bé. Dạ nhà em hai bé. 5 năm rồi. Không có cơ hội chúc đâu ha. Lúc mà tụi em lấy nhau rồi á thì lúc đó là có cảm thấy là đối phương của mình có nhiều những cái mà mình không đồng ý không? Nói chung là thật xấu đó. Có. Dạ không có. Dạ. Về trước tiên là em đi. Dạ. Hay ghen. Vợ em có thật xấu không? Hay ghen, mê phim Hàn Quốc ấy. Lười. Hai tật đúng không? Dạ lười với mau khùng. Dạ khùng. Mau khùng. Dạ. Đã khùng là khóc. Vâng. Bây giờ em kể chi tiết ra một cái tính, một cái tật đi. Nhiều khi em đăng cái hình lên trên Facebook để bán hàng á thì em bình luận cái vớ vẩn cũng ghen. Không phải đâu chị ơi, để em kể cho mình nghe. Ông nói xấu em đó. Chồng em là cái đời là Facebook đồ hoặc là những tin nhắn bạn bè anh em tất tật là không bao giờ chúc mừng sinh nhật hoặc comment bất cứ ai hết. Nhưng mà hôm đó vô tình em vào Zalo, em thấy hình một cô gái ăn mặc thì mát mẻ, vào thì còn bảo như thế này chứ: ôi em đẹp quá. Thế em bảo dạ em cảm ơn anh. Xong rồi người đó đi chơi đâu thế cùng hỏi thăm. Mà cả đời vợ, bạn bè, anh em gì của vợ hoặc là anh em gì trong nhà có ai đi không hề hỏi gì hết. Mà hỏi cô đó. Dạ đúng rồi, hỏi cô đó. Hỏi cái gì, hỏi như sao? Hỏi xã giao thì em chị đi đâu chơi đâu mà đẹp vậy. Xong rồi bảo bữa nào cho anh hẹn bữa nhậu được không. Mà anh Toàn nhà anh phải sau 10 giờ nhá, vì công việc của anh là phải đến 10 giờ mới xong. Sau 10 giờ tối hả? Dạ đúng rồi. Còn 10 giờ tối mà nhậu với em kích với cô gái hả? Đúng rồi. Đặc thù công việc của em là có rảnh sau 10 giờ tối. Đấy. 10 giờ tối mà nhậu sao làm gì trời. Xã giao thôi anh. Đấy, em nói là ông chồng em mới giải thích là anh hẹn vậy nhưng mà anh chưa đi bao giờ. Em nói anh đi thì anh biết, trời biết, đất biết và cô đó biết thì em không biết. Tức là đó. Bây giờ đang hỏi em tật xấu ghen của em. Bây giờ cuối cùng là ra tật xấu của ông này. Đúng rồi. Tức là người ta ghen có lý do. Rồi bây giờ cái chuyện mà em nói là vợ em mê phim Hàn Quốc á mà cũng gọi là tật xấu nữa hả? Mại xem phim đút cơm cho con ăn bị hóc xương luôn anh. Vâng. Cái đó xấu, cái đó xấu. Mại là còn gì nữa? Còn lười nữa chị ạ. Lười. Tất cả việc nhà đều em hết. Bây giờ hai đứa nhỏ đang nhỏ thì em thông cảm được, cái mai mốt lớn thì không biết là có chịu làm hay không. Giờ tất cả tật đều việc nhà đều em. Cơm nước, chở búa, lau nhà, mỗi phơi chén. Đồ, rửa chén thì có luôn. Có luôn? Dạ. Tại vì ba mẹ con nó kẹt coi phim Hàn Quốc. Đó. Rồi giờ tới phiên em nè.
Dạ. Anh ấy ngoài cái việc là hay nhắn tin rồi chit chat với gái, thả thính một lần về em dập tắt luôn anh. À dạ. Rồi còn thật gì nữa không? Mới cưới nhau về, hồi xưa chồng em đang bên xây dựng á, là chồng em đi làm Sài Gòn nên đi từ 5:30 sáng, còn em thì làm muộn hơn, em đang ngủ. Thế là vợ thì đang ngủ mà chồng dậy thay đồ đứng từ xa, nhè cái thay quần ngủ, nhè cái mặt vợ ném bực một cái vậy đó. Rồi sao? À, có thú vui là ném đồn lót vô mặt vợ. Dạ. Cái thú vui đó em ơi, ngộ lắm. Mỗi người một thú vui. Rồi coi gì xấu đâu? Không, chồng em thì đa số là điểm tốt hết. Đúng rồi, ông siêng quá trời quá đất, có gì đâu mà xấu. Vậy em mong muốn anh ấy thay đổi điều gì? Thứ nhất là bỏ được thuốc thì bỏ hẳn, bỏ được luôn đi. Chứ bỏ nhấp nhấp về đến khi cứ nghiện không, em không thích. Và dạ, với thứ hai nữa là từ trước giờ là chồng em cùng lãng mạn, ý là cùng biết quan tâm vợ, nhưng mà là cứ y như là người sau cùng quan tâm người sau cùng không à. Nhiều khi em về em tủi, em muốn chồng em là người người đầu tiên hơn. Có khi ngày sinh nhật em, bạn bè anh em gì gọi điện chúc nhặng, có chị chồng em gọi điện cứ hỏi vợ ơi con ngoan không, con thế nào rồi, cũng chả thấy động tá gì đến sinh nhật vợ hết. Cả ngày hôm đó là em tủi luôn. Tức là bây giờ em mong muốn ảnh là những cái ngày đó là phải chúc em đầu tiên đúng không? Dạ. Chị nói em nghe nè, 12 giờ 15 đêm hôm trước đó, trước khi em đi ngủ á, em nhắn tin trước đi, sáng mở mắt ra đó, nó thấy tin em đầu tiên. Nó hay lắm. Ừ. Rồi, em mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Bớt khùng. Hay khùng. Nóng tính á. Vâng. Gọi là chồng em nó nóng á. Dạ. Hay khóc. Vâng, có gì từ ai tí là khóc sụt xịt, khó chịu á. Vâng. Ừ, nóng tính đó mà sao trời nóng đến cái độ như thế nào mà chồng nó là khùng vậy? Em thì nói chung là cũng may nhờ chương trình này là em bớt nhiều. Hồi xưa giả vì như hai vợ chồng nó cãi nhau là em cứ cãi bằng được, dù sai nhưng mà em cãi được là khi nào cho mình thắng thì thôi. Nhưng mà dạ, nhưng mà sao nhờ chương trình này thì thấy chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận khuyên những cái điểm gì giống mình thôi mình cũng nén lại. Nên là bữa nay là em bớt nhiều rồi. Nếu mà nhờ chương trình Vợ Chồng Son em đã tự rút ra được một số thứ rồi. Nhiều. Thì chị cũng nghĩ là thay vì coi như sau phim Hàn Quốc là em chỉ coi Vợ Chồng Son thôi, xong rồi em tiếp tục coi và tiếp tục rút kinh nghiệm. Đó. Nếu có điều kiện thì rủ ảnh coi luôn. Xong hai chồng cùng cùng bàn bạc nó có chị đó, cái nào đó, hay cái nào hay hấp dẫn là em cứ tăng chồng em vô đó. À là up lên Facebook đúng không? Dạ, cứ up lên Facebook tăng vô hết. Rồi, đúng rồi. Còn em thì Vợ Chồng Son thì chắc chắn là em không bỏ được, là vì tập nào em cũng coi hết. Rồi, cảm ơn hai em. Chúc hai bạn lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc và nắm tay nhau thật chặt đi đến cuối cuộc đời. Em tên là Ngọc Linh, em 25 tuổi, em đến từ An Giang. Em làm công tác ở đâu? Em lấy chồng rồi em cũng về quê. Em có mở một cái tiệm chuyên nail á. Nail. Ở dưới quê luôn. Mở tiệm nail. Làm móng đó phải không? Dạ. Ừ, dạ. Quê mở làm móng. Đây. Dạ, em tên Ngọc Tài, em ở An Giang luôn, cùng quê với vợ em luôn. Em năm nay 27 tuổi. Tài đang làm công tác ngành nào? Dạ, em công tác bên nhà công đám cưới. À, ừ. Vậy hả? Em đánh nhạc cụ gì? Organ. Organ. Dạ. Thôi giờ hai em kể cho chị Vân với anh nghe là chuyện tình của hai em như thế nào. Em thì biết chồng em á là 2 năm về trước, nhưng mà hai đứa biết nhau mà không có ai mà nói chuyện với ai chứ á. Tại lúc đó là anh đi chơi với bạn ảnh. Em đi chơi với bạn em. Cái xong rồi vô tình 2 năm sau em đi về quê. Cái em gặp lại ảnh trong cái sinh nhật của anh. Quê cô là ở An Giang rồi mà cô còn về quê. Tại vì vợ lúc đó ở Sài Gòn. Em làm việc ở trên Sài Gòn. À, dạ. Đó. Em cũng được mời cái đám sinh nhật đó. Rồi em vẫn lời đám sinh nhật mà chiều bữa đó em còn có show để đi đàn. Rồi xong thấy vợ em, xong rồi em rủ vợ em đi xem em đàn luôn. Em đi chơi rồi xong anh chở em về. Em về nhà, xong cũng có nhắn tin, cũng có điện thoại. Mà lúc đó hai đứa chưa có gì chứ, chưa có ngỏ ý gì nhau chứ. Em về dưới thì được khoảng 10 ngày, cái bắt đầu em mới có suy nghĩ là em đi lên Sài Gòn lại. Thì lúc đó ảnh có nhắn tin cho em, ảnh nói là ảnh muốn quen em. Em cũng chưa có nói gì hết, nhưng mà em nói là em sẽ đi Sài Gòn. Thì nếu mà em đi Sài Gòn vậy thì sao quen được. Rồi cái anh ấy thì em cứ lên đó làm đi, rồi anh rảnh thời gian nào thì anh lên thăm em giờ đó. Mà anh nói cho em tự tung tự tác ghê lắm. Ở đâu? Ở dưới quê là đó. Xa đúng không? Dạ, em lên Sài Gòn, chồng em vẫn ở dưới An Giang. Dạ. Rồi sao em biết ảnh tự tung tự tác? Sao em biết? Tại vì ở dưới em có tai mắt hết rồi chị. Trời ơi. Tai mắt hết rồi chị. Không nghĩ là vợ em biết thì cứ đi đám cưới thì gặp cô này dễ thương thì xin số nói chuyện qua lại vậy thôi. Thôi. Thì ảnh nói chuyện nó nghe chững chạc lắm. Cái gì cũng nói nghe hay lắm. Mình thì mình nghe cái mình tự nhiên mình cũng tin tưởng. Giống như mình dạy, mình dạy vậy đó. Cái đùng ra cái quen nhóc hết trơn luôn. Quen nhóc hết trơn luôn. Dạ, nhóc hết trơn luôn. Ghê lắm.
Rồi sao? Rồi quen người ta rồi em... có làm chuyện gì động trời đó không? Dạ có, nhiều lắm. Bây giờ kể một vài câu chuyện động trời cho anh nghe đi. À, ông anh ở dưới quê chơi thân. Cháu ruột của cái anh đó mới có 17 tuổi à. Mày dám chở con người ta đi khách sạn. Mà chỉ cái lời đó là chỉ đi cái đồn thôi chứ thật sự là đi ăn ban đêm. Mà có chở không? Chỉ có chở mà chở đi ăn thôi. Mà ăn trong khách sạn, ăn ở đâu? Ăn ở ngoài quá, không có cái gì. Nhưng mà mình đâu có biết, mình đâu có biết được là có đi khách sạn hay không đâu. Nhưng mà biết chắc chắn là người này chở người kia đi, mà đi mà khóa máy luôn, mà tính bơ luôn vậy đó nha. Đi cái em điện xong vừa về tới nhà là có người nhắn tin cho em liền. Ông anh đó ông nhắn tin cho em liền, ông nói là tại về tới nhà rồi kìa. Lúc đó em đang ở trên Sài Gòn mà em đâu có ngủ được đâu anh. Tức mình tức 1-2 giờ sáng điện về tới nhà, điện cho ảnh xong cái ảnh nói anh về tới nhà rồi, hỏi ủa sao em điện cho anh không được. Cái nói tại má anh hết pin. Mà em bình tĩnh lắm nha, em không nói gì hết trơn á. Vậy thôi anh ngủ đi ha. Anh cũng nói anh mệt quá, anh mới đi đờn về mệt quá, anh ngủ nha. Rồi tắt máy ngủ. Em ở trên đây em tức, em ức nha, em ức mà em đè. Em đâu có ngủ được đâu, em thức sáng một đêm luôn. Rồi bây giờ có câu chuyện nào mà động trời không? Mà khiến cho em quyết định là có mém mấy chơi á, chia tay á. Dạ là cái lần mà gần Tết, gần chuẩn bị đám cưới rồi là coi ngày hết rồi, là biết ngày hết trơn rồi. Em vô tình em mất cái điện thoại, ảnh mới tự dưới quê ảnh đem cái điện thoại lên cho em xài. Có một cái chương trình like á, mở ra toàn là cuộc điện thoại, toàn là tin nhắn không, hai người hẹn hò Tết trở về đi khách sạn. Ông nói gì vậy ông ơi? Ông sợ ông quen ai ông cũng hốt tao đi khách sạn không ơi? Ông nội làm như ông có cổ phòng với khách sạn hay sao? Tại em cái tính em hơi đào hoa, tại vì xa vợ mà nó hơi đào hoa một tí. Đào hoa mà không phải không có hơi, làm gì hết, chỉ có tin qua lại vậy thôi. Tin qua lại vậy thôi chứ không có chuyện gì xảy ra. Tại vì em tin tưởng, em cũng tha thứ 1-2 lần rồi. Trong lòng mình cũng bị tổn thương, cứ nghĩ tới là cứ khóc. Em quyết định em chia tay. Anh điện thoại cho em nói chuyện giống như cái xác mà không có hồn vậy đó. Cái xong rồi cái em mới nghe kinh Phật, lúc đó là em bắt đầu em nghe kinh Phật. Mỗi lần mà em nghe là em khóc. Tại vì mình tin tưởng á. Em cứ nói đi, em khóc cho chồng em thấy là không, không là thực sự là em rất là bế tắc trong cái thời điểm đó, rất là buồn. Em mới đánh đổi, em tha thứ hết cho ảnh, giống như em đánh đổi cái tấm lòng của mình, em dành cho ảnh hết, tha thứ hết, để nếu mà sau này ảnh biết, ảnh thấy cái tình cảm mình đối với ảnh như vậy thì ảnh sẽ thay đổi, thì mình sẽ được hạnh phúc. Còn nếu mà mình không may mắn ảnh như vậy nữa thì coi như là mình số mình mắc nợ ảnh. Khi mà cưới nhau về có thay đổi cái tính lăng nhăng cũng có. Ngay cái ngày đêm đồng phòng á, cái cô bé mà gọi điện là Tết về sẽ đón á, nhắn tin cho ảnh á, hỏi đám cưới cho anh rồi có hình chưa, rồi ảnh nói là chưa em. Rồi con bé nó nói là khi nào mà có hình á, anh gửi qua cho em nha. Cái cảm giác của em giống như là con bé nó chấp nhận ảnh có vợ rồi nhưng mà vẫn muốn qua lại với ảnh. Mà em thì đâu có nói gì, vẫn nói anh đã có vợ rồi, đừng nhắn tin cho anh nữa. Người kia nói ok rồi không nhắn tin nữa, từ đó tới bây giờ là vẫn không nhắn tin nữa. Nhưng mà rồi nghe xong rồi còn động phòng được không? Không. Không. Sao động phòng nổi? Xong rồi nói đủ thứ chân này, xong ảnh cũng năn nỉ, anh nói là anh không có gì đâu để anh nhắn tin vậy. Xong rồi cũng năn nỉ vợ, năn nỉ hồi rồi cũng phan nhau cái đi ngủ. Trời đất ơi. Tại vì trước đó tướng đó là ăn sâu không có hứng ở đâu mà không là nghĩ lúc đó rồi. Nói chung là tôi cảm ơn em đã cho tôi một cú té mà nó là nó quá tuyệt vời, tại vì em đã dẫn dắt câu chuyện nó đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Rồi bây giờ sau khi cưới nhau về, ngoài cái việc là anh ấy lăng nhăng hả, anh ấy còn có những tật xấu gì không? Có, đã thay đổi rồi nhờ em nghe kinh Phật. Dạ về có 2-3 ngày là lộ ra hết luôn. Lộ ra hết luôn. Dạ. Lúc mới cưới, chưa có cưới là cái gì, anh cũng chín chắn, nói chuyện rất là chín chắn, anh là một người biết lo cho gia đình, anh biết thương mẹ. Nói chung là cái gì mình nghe mình cũng thấy người đàn ông này sau này mình sẽ được người ta đỡ đần nè. Nhưng mà về là không có, nó ngược lại hết trơn. Thí dụ giống như nói với mẹ, nói là rất là thương mẹ nha. Mẹ anh lớn tuổi rồi, bây giờ anh không có để cho mẹ anh giặt đồ của anh mặc hồi đó giờ anh giặt không à. Nhưng mà về hỏi mẹ không có, bắt mẹ giặt không à. Vậy là nói xạo. Dạ. Đúng không? Còn gì nữa không? Còn. Còn nhiều lắm. Giống như chất chứa trong lòng á, đúng không bà con? Không, chất chứa trong lòng bữa nay mới được khui đúng không? Dạ, bữa nay mới được khui. Lúc bình thường rất là thương vợ, cái gì cũng vợ hết trơn á, lo lắng cho vợ. Nhưng mà tới lúc nhậu vô là cọc tính.
nói chuyện láo lắm. Ví dụ mới cưới về cái chưa gì hết, ảnh nghe cái đêm hay chưa nhàn nhạt thì em thấy là cái lúc đó là ảnh lo làm quá đi, thì mình sợ anh đói xỉn hết rồi, còn có mấy người à, có mấy người ngồi lại với hai chồng em mà, em mới lo cho anh ăn, em mới đút cho anh ăn, cái anh quay người ta mệt muốn chết còn bắt người ta ăn ăn ơi hết là gì hay anh nói em vậy đó, mà cái mặt láo lắm. Con mắt á thì con đậu con bay à. À, mà nói chuyện mà liếc vậy là thấy có một con à, con kia mất tiêu rồi. Mà nghĩ là mới cưới mới mua cái vàng đồ là bữa tối bữa đó nhậu, mà hai đứa em với vợ em mà những người gây ra chuyện là em nói là em lớn tiếng như vậy em, xong rồi lôi ra vợ đồ về nhà mẹ, chạy chở về nhà mẹ đòi ly dị, hai đứa đi vậy đi, chở em luôn, vợ em đòi em đòi đi về, em nói mẹ sáng mẹ phải về đây mẹ rước con, mẹ không rước con về là con chết. Cái xong cái hả anh quay qua anh nói là khỏi đi, khỏi đợi mẹ rước, giờ em muốn đi tôi chở em đi, xong đùng đùng chở lên Sài Gòn hả? Không, chở về nhà mẹ em á, nhà ảnh với nhà em á, chả gì chả gì là mẹ với quê đúng không? Dạ anh đùng đùng lên, ông nói vậy cái xong anh mở cửa anh la làng lên, anh nói mẹ cha ông bà cái đêm qua coi nè, vợ con hả, mà giờ nó đợi gì bển, con chở nó gì bển, nó chống với con hả, cho nó chống với con nè. Là la bà Hải đúng không? Dạ, là tự nhiên nhảy khơ lên vậy, ảnh là có cái chuyện gì là ảnh cũng nhảy cựng lên vậy chăng. Giống giống như chiếc phèo vậy. Rồi xong. Rồi xong. Xong rồi bữa đó làm sao? Chở về nhà làm sao? Chở em về nhà xong rồi. Ở nhà ảnh á thì ảnh nói chuyện hả lên mặt lắm. Về nhà em á giống tính queo vậy nè. Xìu xuống. Ảnh nói là lúc đó là ảnh chở em về xong là ảnh đi về luôn. Mà lúc về rồi xong em đi vô phòng em đóng cửa cái gầm lại là không chịu đi về, ngồi ngoài giống hoài luôn, nói chuyện với mẹ xong rồi đóng cửa lại, leo nhà em có cái bức tường á, leo từ trên leo từ phòng này qua phòng kia nhảy xuống. Trời ơi, năn nỉ lại chứ không năn nỉ mắc vợ sao. Nhưng mà bây giờ là lúc đó đang ở trong phòng mà giờ leo tường vô vậy, rồi lúc đó em sao? Thì leo tường vô thì cho vô chứ em giờ em biết vô sao vô rồi làm gì? Vô xong rồi năn nỉ nằm kêu ngủ đi mà em khóc hoài, em khóc hút hít vậy cũng năn nỉ xong rồi cái mà lúc đó em bị lên cơn đau tim á, em cứ hớt em thở không được á mà mình tức nữa. Cái xong cái anh sửa á là lạng mẹ đừng nói mẹ, tại vì mẹ em ngồi bên phòng kia mẹ em la cái mẹ đừng nói nữa, vợ con lên đau tim mà mẹ đừng kể nữa, cái bà sợ quá bà đi qua, mẹ đi qua bóp dầu ha cho em rồi cái em khóc, cái anh cũng khóc luôn, anh năn nỉ anh xin lỗi vợ anh xin lỗi nha, khóc quá chân khóc luôn. Xong rồi em mới thấy vậy cái em mới cũng xìu cái xuống tim rồi, cái xuống tim dạ rồi sao sao xìu rồi ngủ tới sáng thì thôi đó, chứ không có gì không không xịn là bốc hàng nổi. Không xỉn là chắc cũng không tha đâu á. Không xỉn là không tha đâu, tha đâu. Đến tài đó em. Vợ em thì được cái tánh là gan trai á, ví dụ như ngồi trong bàn nhậu mà hai ba người trong đó nó ghét hai người thì nó cứ ra mặt nạt nộ gì đó bỏ đi, không nhậu với người đó nữa. Công việc em thì công việc giao lưu, thì là em muốn thì vợ em sau này sẽ sửa cái tánh mà đánh đá tí xíu đó, ví dụ như không ghét người ta thì vẫn ngồi đó với người ta, với chồng con, với chồng vợ với chồng. Rồi sao nữa, còn thật xấu gì nữa? Cô ấy có thật xấu không? Kể có, đi cũng có gì có kể đi, mà lên đây cũng quá em quên mất tiêu. Em có muốn chia sẻ những gì về trong lòng của mình, có muốn chia sẻ điều gì đó để cho vợ mình hiểu mình không? Thì sống chung thì cũng được gần 10 tháng rồi, thì bây giờ em mới hiểu ra là vợ rất là thương em rất là nhiều, chu toàn hết. Thì em muốn sau này thì hai chồng cũng nắm tay nhau suốt cuộc đời này để nuôi gia đình mình. Những chuyện đã qua có muốn nói gì với vợ mình không? Anh yêu vợ. Trời, muốn khóc rồi kìa. Yêu thì ta ôm một cái rồi ta hung một cái đi, thì đừng có phan thôi, hiểu không? Phan lên. Đứng lên, không có gì phải ngồi vậy. Ôm vợ cái đi. Thật sự đó, rất là đẹp luôn quý vị đúng không? Quá đẹp. Dễ thương quá không, trời quá đất. Không, anh nói với tớ cũng phải về phàn cái vậy. Chồng đã. Trời ơi, suốt ngày cái đồ phàn hoài. Hai chồng thì chắc họ phàn quá. Ta chưa có con mà. Phàn kiếm con chứ. Ủa, có muốn có con không? Dạ có. Để đó, chuyện đó để anh lo. Dễ thương quá trời luôn. Vậy là bây giờ chồng chỉ muốn vợ là thay đổi cái gì, tức là bớt gọi là
bất thật đi chút xíu, có nghĩa là nhưng giấu cảm xúc chút xíu, dạ. Không có ưa người đó nhưng mà kệ thôi, người đó là chồng bạn của chồng mình thôi, kệ, dạ. mình nén lại chút xíu, dạ. Rồi là muốn là nắm tay nhau thật chặt, là siết tay nhau thật lâu đó thì cuối cùng bởi vì còn vợ sao, còn em muốn anh ấy thay đổi điều gì? Bình thường thì rất là thương vợ, không có cái gì hết trơn á, rất là lo lắng cho vợ, cái gì cũng là vợ hết, nhưng mà có cái là nhậu vô á điên lắm, ai mà khích ảnh á, giống như cái ông anh nó hay nó chơi mà giữa nó chơi mà giữa nó thiệt em không có thích, anh nói nếu mà vợ tao mà nói câu đó là tao đánh gãy răng, không ai tán vỡ mồm nói như thế, cái xong ảnh bị kích động á, dễ kích động thì đó thì chị nói em nghe, bây giờ em cứ thử đi nha, dạ. Chẳng hạn chồng mình á, trong coi như 24 tiếng đồng hồ thì trong đó chỉ khoảng 2 tiếng đến 3 tiếng á là chồng mình ở bên cạnh mình thôi, dạ. Còn lại 7 tiếng hoặc là 8 tiếng kia là ở với bạn bè, dạ. Đúng không nè, thì á khi nào mà em được lòng của bạn chồng em á, dạ. Thì mọi cái á, nó sẽ hóa giải được hết, dạ. Em phải hiểu là đó cái chuyện mà chẳng hạn như là cái tánh em thẳng á, em bộc trực á, chứ em không thích người này là em tỏ thái độ là em không thích liền, dạ. Ví dụ vậy, dạ. Thì chắc chắn là người kia họ sẽ không thể nào đồng cảm được cái chuyện đó của em, dạ. Và họ sẽ sau khi mà em đi rồi em bỏ đi rồi thì tất cả những điều đó chồng em nghe hết, dạ. Hiểu không, dạ. Con vợ mày tao thấy vậy mày mà không dạy nó mai mốt á tao nói thiệt mày nó leo đầu mày nó ngồi thế này nó kia nghe hoài dạ. Nghe hoài lắng lại thành cái tiềm thức đó chị nói em, dạ. Thì bây giờ em phải dùng cái cách của em, em xóa hết mấy cái tiềm thức cũ đi, dạ. Đúng không, dạ. Bằng cách gì? Bằng cách là nhỏ to tâm sự với chồng, bằng cách đó là lấy được cái tình cảm của bạn chồng, dạ. Có nghĩa là em thương chồng là em phải thương bạn của chồng, mặc dù mình khó chịu thiệt nhưng mình phải tạo được cái mối quan hệ đó, dạ. Thì em thấy mọi thứ nó khác liền, dạ. Ha cưng, dạ. Thôi nhân đây thì cũng chúc hai em nha, dạ. Lúc nào cũng thấu hiểu nhau hết, dạ. Và hạnh phúc, dạ. Và đặc biệt là trong năm sau có em bé, dạ. Yeah. Ok rồi, cảm ơn em, dạ.